Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lên cho anh em một con máy cưa xích Hitachi CS35. Đó, dòng này là dòng công suất tầm trung nha em nhé. Anh em vừa xài gia đình vừa khai thác cây nhỏ thì ok hết nha. Đó, tất cả máy đều nguyên zin, bao đẹp bao vip cho anh em luôn. Đó, cái hãng này thì đúng ngồi đồng cối đá luôn em nhé. Con này sử dụng bộ lốc nhôm, bi tông này là 38 ly nha em nhé. Đó, bi tông 38 ly. Dòng này thì nó xài làm dài 50 phân nha nhé. Đó, làm dài 50 sử dụng 40. Nó sử dụng xích chuột, xích nhỏ nha nhé. Đó. Máy móc tất cả là nguyên zin hết từ A đến Z luôn. Chưa có bung máy thay thế đồ gì của anh em hết nhá. Đó. Bô thì bô zin còn nguyên sơn đen luôn. Đó, rất mới. Đó, tất cả đều zin hết nha em nhá. Ốc ác chưa có vặn gì ra luôn, máy ốc này chưa có vặn gì ra luôn nha anh em. Đó, con này thì trọng lượng của nó là 6kg nha em nhé. Đó, trọng lượng của máy là 6kg. Dòng công suất tầm trung cho anh em vừa xài gia đình vừa khai thác cây nhỏ được hết nhé. Đó, máy rất khỏe, nổ giòn. Giá cũng rất là mềm mại cho anh em nhé. Con này thì bên em nó bán với giá là 2.800.000. Bao ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đó, 2.800.000 bao ship tận nhà. Anh em nào chốt thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529 giúp em nhé. Rồi, xin test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhé. 2.800.000 có dòng tầm trung cho em khai thác này là quá ok rồi. Và hãng này là xài rất là bền luôn em nhé. Hitachi đời này là xài bao bền cho anh em luôn nha. Xăng nhớt đầy đủ hết nha. Rồi, bảo hành cho anh em là 1 năm sử dụng. Anh em nào chốt thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529 giúp em nhé. Em xin cảm ơn toàn thể anh em nha.